Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2021. Hiện tại thì ở Bình Phước tụi em về vấn đề là kiểm soát dịch cũng tương đối tốt, cho nên là vấn đề giãn cách xã hội thì nó cũng được nới lỏng ra. Tuy nhiên là về vấn đề mà giao cây giao lan qua đường bưu điện thì vẫn chưa có thể nào vận chuyển được, cho nên các anh chị và các bạn mua hàng ở bên em thì cũng gọi qua số điện thoại 0961851766. Thì các cái cây của các anh chị gửi lại vườn thì tụi em sẽ ghi tên và ghi số điện thoại, khi nào vận chuyển được thì tụi em sẽ liên lạc với các anh chị để gửi đi các anh chị nha. Ngày hôm nay thì ở Bình Phước trong nhóm các anh em tụi em thì có cái cây năm cánh trắng đại bàng nó nở. Có thể là cây này các anh chị và các bạn chưa biết, tuy nhiên trong giới chơi va, những cái cây cao cấp thì mọi người đều biết về cây năm cánh trắng đại bàng. Anh chị thấy đây là một cây năm cánh trắng mũi trắng, mắt đỏ đậm và rất gọn đẹp, khuôn bông như thế này. Cây này là một cây giá trị rất cao nha các anh chị nha. Thì anh chị nào muốn sưu tầm giống cũng như đầu tư thì ở đây mình có một cái kia nhỏ năm cánh trắng đại bàng. Kia này thì tình trạng cây nó đã thắt ngọn mập và Nguyễn đã bắt đầu làm mầm gốc rồi, cây nó đã lên được mầm gốc. Các anh chị nào mua những kia này thì khả năng thu hồi vốn khá là nhanh. Cây kích thước nó được tầm 11 cm nha các anh chị nha. Vì mầm gốc nó sẽ lên, chúng ta có thể làm kia được các anh chị. Thì giá cho cây năm cánh trắng đại bàng này là giá là 120 triệu nha. Đây mầm gốc Nguyễn đã làm. Nó cũng khoảng tầm 5 6 ngày nữa thì nó sẽ lên mầm mới thôi. Tiếp theo thì mình có một cây năm cánh trắng Nha Trang. Đây là một cây nó ở trên một cái cây nhỏ có hoa đậu ngọt, thì nó lên một cái mắt gốc mới và rễ đã rất là khỏe đây nè. Nếu anh chị nào mua cái kia này lách ra thì giá là 8 triệu nha các anh chị nha. Đây là rễ của nó nè, 8 triệu cho kia năm cánh trắng Nha Trang mà lách ra như thế này. Ở trên cái hồng bi này nó còn một cái mắt ở phía bên này, mắt này rất là sáng nha. Khả năng làm kia là gần, nếu như bên em làm thì sẽ lên được khoảng 90% là sẽ lên được một cái kia ở đây. Đây là cái mắt này đã ra hoa đó, đó cái mắt gốc nó còn ở đó rất là to. Đây, các anh chị nhìn thấy cây này rễ khỏe. Còn anh chị nào muốn mua nguyên một cái đoạn ở phía trên này luôn thì giá là 12 triệu ha. Ở trên này nó còn một cái mắt chóp và một cái mắt đây là những cái cây đã ra hoa này. Đây là những cái mắt đã ra hoa thì nó còn một cái mắt chóp và cái mắt ở đây, đây là còn một cái mắt ngủ nữa nha. Thì cắt nguyên một cái đoạn tới cái vị trí kia này thì giá là 12 triệu đó, 12 triệu. Còn nếu anh chị mua kia lắc thì giá là 8 triệu cho kia năm cánh trắng Nha Trang. Ở phía dưới vẫn còn một kỳ nữa nhưng mà nó còn nhỏ nên vẫn chưa có bán được ha. Đây, cái kỳ phía dưới này nó còn nhỏ. Thì anh chị nào mà đặt lúa non cái kỳ nhỏ đó thì giá là 5 triệu ha. Thì khi kỳ lớn thì em sẽ giao. Đây là mặt hoa năm cánh trắng Nha Trang. Cây này thì mặt hoa các anh chị nhìn thấy nó rất là đặc trưng ha, nhìn vô là phân biệt được ngay. Không lẫn vào cây nào khác được. Về dòng HO thì hôm nay mình lên mấy cây nhỏ nhỏ cho mọi các anh chị và các bạn sưu tầm. Cây số 1 giá là 3 triệu rưỡi là cây ươm tự nhiên nha các anh chị, nên rễ khỏe rồi. Cây này thì nó sẽ đi ngọn bình thường. Các anh chị thấy tụi em trồng nó đơn giản như thế này thôi, vỏ thông trơ như thế này. Phân thì mình tưới cho nên là mình không cần phải cho phân gốc nhiều đâu các anh chị, nhất là mùa mưa như thế này. Kích thước 3 cm, giá là 3 triệu rưỡi. Cây HO số 2, cây này thì lớn, tầm hơn 10 cm, giá là 6 triệu. Đây ngọn của nó thì chuẩn bị thắt rồi. Cây này trong khoảng tầm 2 tuần nữa thì là mầm gốc là đẹp. Đó, mắt gốc rất sáng đây, để bám chậu lâu rồi. Thì cái chậu số 2 này thì giá là 6 triệu. Số 3, kia HO số 3, giá là 4 triệu ha. Kia này thì kích thước nó được tầm 4 cm. Hiện nay thì xen kẽ những cái phiên bán hàng thì vẫn đàn và hát cho các anh chị và các bạn nghe. Những cái đợt vừa rồi, video vừa rồi mình thấy mọi người cũng ủng hộ, thì sắp tới thì mình sẽ tiếp tục như vậy để mọi người theo dõi kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm nhiều hơn, không có bị gián đoạn ha các anh chị.
À, đây là mặt hoa năm cánh trắng HO cho những ai chưa biết về mặt hoa nó phổ thông phổ biến như thế này. Cây này là một cây quốc dân và hiện tại giá đang rất thấp ha. Tiếp theo là những cái cây năm cánh trắng Lâm Đồng. Cây số 1 giá là 2 triệu. Mặt hoa năm cánh trắng Lâm Đồng này rất là đẹp nha các anh chị. Kích thước tầm 12 cm ha. Giá là 2 triệu. Cây năm cánh trắng Lâm Đồng kia ươm tự nhiên để đã ấm chậu rồi. À, cây số 2 và cây số 3 nó nhỏ hơn thì giá là 1 triệu rưỡi một cây. À, kích thước nó tầm 6 cm. Đây là cây số 3. Kích thước nó cũng tầm hơn 6 cm ha. Đây là mặt hoa năm cánh trắng Lâm Đồng. Lâm Đồng. Đây, các anh chị thấy khung bông cực kỳ đẹp nha các anh chị. Còn về việc livestream giao lưu với các anh chị thì hiện tại nhân viên của em không có đi làm được á, cho nên một mình em thì ngồi live nó cũng hơi buồn và cũng khó có thể làm việc được á, cho nên là sẽ gián đoạn. À, sau này mọi việc nó bình thường trở lại thì em sẽ livestream giao lưu với các anh chị ha. Về năm cánh trắng Phú Thọ thì mình lên những cây như thế này, là những cây mẫu. Đây cây số 1, cây số 2. Tất cả đều là những cây ươm tự nhiên và đồng giá là 1 triệu một cây như thế này. Đó, kích thước nó tầm 4 5 cm ha. Đó là những cây ươm tự nhiên, giá là 1 triệu một cây. Những cây này thì mình có trồng lớn hơn nữa thì giá nó vẫn vậy thôi, tại vì cái chi phí làm ra một cái cây ở vườn em nó như vậy. Nó cái độ chuẩn cây cao. Mặt hoa của cây Phú Thọ ở tại Bình Phước á, cái hoa nó mắc rất là đậm nha các anh chị. Về việc giá cả thì các anh chị cũng thông cảm là mỗi vườn nó có một cái chi phí làm cây khác nhau ha, cho nên là không phải vườn nào giá nó cũng như nhau đâu. À, tiếp theo là những cây năm cánh trắng Minh Vũ 2. Giá là 1 triệu rưỡi một cây, năm cánh trắng Minh Vũ 2. Minh Vũ thì có hai mặt bông, Minh Vũ 1 và Minh Vũ 2 ha. Đây là cây Minh Vũ 2. Ở đây nó còn một mắt ngủ nữa nè. Thì giá là cho 1 triệu rưỡi cho một cây ha. À, cây số 2 cũng vậy, cũng là một cây ươm tự nhiên rễ khỏe. Kích thước cũng tầm 10 cm và cũng còn một mắt ngủ ở đây. Đây là mặt hoa năm cánh trắng Minh Vũ 2, hiện tại cây cũng đang hoa nở tại vườn luôn nha các anh chị. Vừa rồi nó nở cách đây vài hôm mình cũng quay cho các anh chị và các bạn xem. Mặt hoa như thế này tại sao chúng ta không chơi các anh chị? Quá đẹp. Cái dòng cây năm cánh trắng Minh Vũ 2 này thì đặc biệt là thân lá của nó phát triển rất mạnh khỏe nha. Nó vượt đông, cây rất là to khỏe. Và đây là những cái cây năm cánh trắng Nguyễn Lâm. Cây này thì tụi em sổ cách đây hơn 2 năm. À, giá là đồng giá là 1 triệu rưỡi cho một cây năm cánh trắng Nguyễn Lâm. Cây này tụi em sổ và đặt tên tại vườn. Hiện tại thì giống cây này ra thị trường cũng chưa có nhiều đâu, chỉ có vài cây thôi các anh chị. À, giá thì cũng bình thường. Anh chị nào yêu mến kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì chúng ta sưu tầm một cây ha. Hôm nay mình lên chỉ có 4 cây. 4 cây thôi, giá là 1 triệu rưỡi cho một cây năm cánh trắng Nguyễn Lâm. Đây là cây số 3 ha. Cây số 3. Đây là cây số 4. À, vừa rồi là cây số 4, đây là cây số 3. Đánh số nó hơi lộn xộn thì anh chị nào mua thì chụp lại màn hình. À, gửi qua Zalo cho bên em thì sẽ ghi tên cho nó đúng cây nha các anh chị nha. À, đây là mặt hoa năm cánh trắng Nguyễn Lâm. À, mình sẽ quay nó hơi lâu một tí cho mọi người xem. À, vào thời điểm đó cách đây hơn 2 năm mà sổ ra được mặt bông như thế này là rất là tuyệt vời. Và thời điểm đó thì người ta cũng không quan câu nệ về cái vấn đề là mũi trắng hay mũi màu nha các anh chị. Như thế này là đã rất đẹp rồi. Tuy nhiên vì cái xu thế là hoa mũi trắng nó được lên ngôi thì những cái cây dạng như thế này nó về cái giá của nó thì ở cái mức để sưu tầm chơi. Đây, cây năm cánh trắng Nguyễn Lâm đôi mắt của nó nhỏ gọn như thế này đẹp mà các anh chị. Thì thôi, thị trường như thế nào thì mình cũng phải theo thị trường các anh chị. Những cây như cây phần năm cánh trắng Đại Bàng ở phần đầu các anh chị thấy cây mũi trắng, những cây đó thì hiện tại giá trị rất là cao. Về vấn đề kinh doanh lan, ai làm cũng không phải là thắng đâu nha các anh chị.
Có người chớp được thời cơ thì thắng, có người không chớp được thời cơ thì phải chờ cây nó lớn để gỡ vốn lại. Cái chuyện đó là cũng bình thường thôi. Và tiếp theo là cũng là một cái đặc sản Bình Phước, đó là cây năm cánh trắng chân thành. Cây số 1 giá là 4 triệu, là cây ươm tự nhiên. Một mắt một ươm lên như thế này. Dòng cây này là một cái dòng cây rất là khỏe nha các anh chị. Nó ốm nhưng nó lại khỏe, nó vượt ngọt rất là mạnh. Kỳ số 2, đây ở đây còn một mắt ngủ nữa nha, cũng giá là 4 triệu. Kích thước nó được tầm 6 cm. Kỳ số 3. Kỳ số 3 này thì nó thắt ngọn rồi. Nó thắt ngọn, đây nó còn một cái mắt ngủ nha các anh chị. Là cũng giá là 4 triệu. Đây thắt ngọn. Cái này về làm mầm gốc được ngay luôn rồi, kích thước nó được tầm 7 8 cm vậy đó nha các anh chị. Cuối cùng là cây năm cánh trắng chân thành số 4, cây này thì rất là lớn đây, giá là 6 triệu. Mặt hoa năm cánh trắng chân thành nở chưa bao giờ làm mọi người thất vọng nha các anh chị. Rất là đẹp và đó là một niềm tự hào. Cây này thì được tầm 15 cm. Giá là 6 triệu cho cây năm cánh trắng chân thành số 4. Rất là đẹp. Các anh chị thấy Nguyễn Trầm giá thể như thế nào? Nó rất là khô nhưng mà cây phát triển bình thường ha. Mùa mưa chúng ta không cần phải giữ ẩm quá nhiều. Các anh chị thấy là cây năm cánh trắng chân thành chưa bao giờ làm mọi người thất vọng về khuôn bông cũng như là vẻ đẹp của nó các anh chị. Đó là một niềm tự hào của tỉnh Bình Phước. Cây này sổ ra tại huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Mọi người thấy thế nào về cái vẻ đẹp của cây này? Chẳng khác gì Bảo Duy ha các anh chị ha. Nó chỉ khác một cái điều là cái mũi nó còn hơi phớt màu một chút thôi. Cuối cùng là những cây năm cánh trắng vỏ tầm, đồng giá là 1 triệu rưỡi một cây. Cây số 1 là một cây đã thuần chậu thắt ngọn mập. Cái này là có thể làm mầm gốc ngay được rồi. Thì cây số 1 kích thước của nó thì được gần 10 cm ha, 9 cm đó, hơn 9 cm. Giá là 1 triệu rưỡi cho cây số 1. Năm cánh trắng vỏ tầm. Cây số 2 năm cánh trắng vỏ tầm. Cây này thì còn đang đi ngọn ha. Đang đi ngọn đây nè, cũng giá là 1 triệu rưỡi, kích thước của nó thì cũng tầm hơn 10 cm đó, tầm 11 cm. Về giá trị cây đi ngọn hay không đi ngọn nó cũng như nhau các anh chị, nó không đi ngọn thì mình làm mầm gốc, nó đi ngọn thì nó dài hơn tí. Số 3, số 4 thì là hai cây ở trên thân, mình sẽ cắt có thân mẹ luôn. Các anh chị thấy lá lá vàng là do nó nuôi cây, cây nó vàng lá, nó rụng chứ nó không phải là bệnh gì cả các anh chị. Nó dồn chất nó nuôi cây thì đương nhiên những cái lá già nó phải vàng. Đây là cây vỏ tầm số 3. Rễ nó đã ra mạnh ra đây. Thì mình sẽ cắt có cái thân mẹ ở đây. Đó. Trồng xuống cho các anh chị. Kích thước tầm 10 cm ha. 10 cm, đó là cây vỏ tầm số 3. Cũng giá là 1 triệu rưỡi. Và đây là cây vỏ tầm số 4. Cũng rất khỏe. Hai cây rất là lực. Rễ khỏe luôn. Thì mình cũng cắt có cái đoạn thân mẹ ở đây. Và kích thước của nó thì cũng tầm hơn 10 cm đó. Cây vỏ tầm ngày trước người ta còn gọi là cây lâm thồn. Đọc ngược lại thì nó hơi kỳ, nhưng mà sau này thì người ta đổi tên lại thành cây năm cánh trắng vỏ tầm. Rất là đẹp đây. Đó là một dòng cây lưỡi bạc năm cánh trắng, mũi thì hồng hồng chứ không được trắng như là cây huyền thoại hay là cây tích lịch hỏa. Nói chung là về tình hình bán hàng thì chỉ có ghi tên vào chậu gửi lại vườn thôi chứ không vận chuyển được, cho nên là Nguyễn lên một ít mặt hàng để giao lưu với các anh chị cũng như là để cho kênh nó được trao đổi thường xuyên, chứ không không thì mọi người cũng quên. Thỉnh thoảng thì Nguyễn cũng sẽ lên lên kênh hát cho mọi người nghe, thì anh chị nào thích thì chúng ta theo dõi ha. Về mua hàng các anh chị vui lòng gọi điện thoại qua cho Nguyễn qua số điện thoại 0961 851 766. Facebook Lan Rừng Nguyễn Lâm thì cũng có đăng những cái bài hàng ngày mọi người có thể xem. Địa chỉ vườn lan của bên em thì ở vườn Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nguyễn xin chào tạm biệt. Và lại hẹn gặp lại các anh chị trong những cái bài đăng tiếp theo nha.